Chào các bạn, chủ đề của mình ngày hôm nay nói về vấn đề ngứa và đẻ con gái hay không khi làm NMT. Mình làm video để hy vọng các bạn không còn hiểu sai hoặc là bị di chuyển bởi những cái thông tin sai lệch trên mạng. Điều quan trọng nhất chúng ta cần phải nhớ đó là viêm da cơ địa là một căn bệnh phải ngứa. Viêm da cơ địa không khỏi ngay trong 1-2 tháng hay là 1-2 tuần. Cho nên nếu bạn bôi cái gì đó mà nó khỏi luôn sau vài lần bôi hoặc là trong 1-2 tháng thì đó không phải là viêm da cơ địa. Còn kênh của mình là bàn đến viêm da cơ địa là một loại bệnh mãn tính. Chúng ta cần nhiều thời gian hơn để chữa bệnh cho con. Và nó rất ngứa. Chưa kể là các em bé đã nhiễm corticoid cộng thêm viêm da cơ địa thì nó vừa ngứa và kèm theo cảm giác đau nữa. Nhớ kỹ cái điều đó trước khi đi vào nội dung chi tiết nhé. Chúng ta sẽ có nhiều kiểu ngứa khác nhau. Kiểu ngứa đầu tiên là do kích ứng nhẹ, do cái tác động bên ngoài. Ví dụ như là trời hơi hanh khô một chút. Chúng ta chót dùng một cái sản phẩm tẩy dừa nào đó mạnh quá, làm cho mình da khô đột ngột và khiến da mình sẽ ngứa. Thường chúng ta sẽ gãi, thế nhưng cái gãi này nó không gây tổn thương sâu. Có thể nó để lại một vài vết xước, nhưng mà nó sẽ không tổn thương sâu và cũng không để lại sẹo. Những cái bạn mà bị nhẹ như thế này thì thường các bạn thường hay nghĩ là sắt chanh này, rồi thì sắt muối này, rồi thì tắm lá này, bôi dầu cám này, bôi rất nhiều thứ xung quanh, bôi dưỡng ẩm này, để mà hạn chế cơn ngứa đúng không? Thế nhưng thực tế là do chúng ta bị quá nhẹ, nên là do chúng ta, tâm lý chúng ta không được vững. Chúng ta nghĩ là bôi cái đó nó sẽ đỡ hơn, thì các bạn sẽ thử bôi. Cái đó mình cũng không cấm được, tại vì các bạn bị rất là nhẹ, nên là người nhẹ sẽ không hiểu được cảm giác của người bị nặng. Nên là các bạn cứ làm. Mình không cấm, tại vì đấy là quyền các bạn. Còn nếu hỏi ý kiến của mình thì mình sẽ là không bôi. Trường hợp tiếp theo đó là trường hợp viêm da cơ địa thật mà không hề nhiễm thuốc. Những bạn mà không nhiễm thuốc, không bôi corticoid bao giờ thì rất dễ bị tấn công khi mà theo NMT ngay từ đầu. Tại vì mọi người nghĩ là sao không bôi cái gì đó, không bôi corticoid thì ít nhất cũng phải bôi những cái loại khác, thảo dược thiên nhiên để biết đâu nó kiểm soát được cơn ngứa phần nào. Nhưng nên nhớ lại cái nội dung từ đầu tiên, đó là viêm da cơ địa nó không phải là cái bệnh mà có thể bôi được 1 tuần, 2 tuần là nó khỏi được, mà nó sẽ ngứa. Mà viêm da cơ địa nó sẽ ngứa theo chu kỳ, chứ không phải là nó ngứa liên tục. Nên đến cái chu kỳ nó lành ra, chúng ta nghĩ rằng nhờ bôi nó lành. Nhưng thực ra đến cái chu kỳ đó nó tạm lắng xuống. Đến một cái chu kỳ khác hoặc là do một cái yếu tố là ăn uống không được lành mạnh, ăn đồ hóa chất, ăn đồ ngọt nhiều quá, nó sẽ lại phát ngứa trở lại. Và đặc điểm của nó đó là sẽ ngứa này, giảm dần này, ngứa này, giảm dần này, ngứa, giảm dần này. Và ngứa đột ngột bị nặng ở một cái giai đoạn nhất định nào đó trong cái thời kỳ phát triển của con. Như mình nói các video về tái sinh da đó, thường là khoảng tháng thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 là phát nặng nhất. Đấy là những bé mà phát bệnh từ tháng thứ tư, thì thường tháng thứ 6, 7, 8, 9 là phát nặng. Sau đó đến tháng 10 trở đi nó giảm dần. Đấy là những bé mà nguyên bản 100% không làm gì ngay từ đầu. Thực tế đã chứng minh rồi, mình đăng không biết bao nhiêu ảnh các bé nguyên bản khỏi ở độ tuổi khoảng độ 1 tuổi đến khoảng 13 đến 15 tháng. Thời mới lập nhóm toàn người bị nhiễm corticoid thôi, nên không có ai phản đối gì. Nhưng mà càng về sau người ta thấy là người nhiễm nặng như thế còn khỏi được, thì huống chi những cái đứa mà không nhiễm cái gì cả thì đương nhiên sẽ gọi nhanh hơn, nên họ theo NMT nhiều hơn. Và gần đây hầu như không có những bài đăng mới về nhiễm corticoid ở trẻ em ở nhóm của mình, đa phần là các bé nguyên bản. Và vì thế cái việc tấn công từ các nhóm khác cũng xuất hiện, đặc biệt là vấn đề là không bôi gì cả mà đẻ con ngứa gãi như thế. Nhớ lại câu đầu tiên nhé, bệnh này là bệnh phải ngứa, mà nó không ngứa trong 1 tuần, không ngứa trong 1 tháng, mà ngứa trong một thời gian rất là dài, đến khi nó khỏi bệnh hoàn toàn. Thứ ba là những em bé đã có tiền sử nhiễm corticoid. Con mình đây, mình biết chứ. Sao lại nói là mình đẻ con gãi như thế, mình không thương con? Đó là khi bôi thuốc vào, đến khi dừng thuốc, hoặc là khi thuốc mất tác dụng, thèm thuốc. Nó ngứa bội phần so với cơn ngứa ban đầu của viêm da. Nhiễm thuốc nó ngứa bội phần các bạn nhé. Và nó kèm theo cảm giác đau, đau đớn. Nên đứng giữa việc mà đẻ con phải chịu đau với chịu ngứa thì bạn sẽ chọn cái nào? Đương nhiên là sẽ chọn đẻ con ngứa thay vì đẻ con đau. Tại sao lại nói như vậy? Vì khi nó bị nhiễm corticoid nó sẽ bị chảy dịch, nó lộ luôn một cái lớp da rất là non, rất là mỏng xuống bên dưới. Cái lớp da đó khi chạm vào nước con mình nó còn khóc thét lên. Chứ đừng nói là mình bôi được một cái chất gì đó lên trên người của con. Nó rất là đau. Nó đau cho nên là người ta mới không làm như thế. Chứ không phải người ta không làm gì cả, người ta đẻ con ngứa để người ta hành hạ con. Tại vì người ta đã trải qua rồi, người ta biết rất là rõ. Nên là thôi ngưng chỉ trích các bà mẹ khác đã có con nhiễm corticoid là không làm gì lên làn da của con. Vì nó đau, chỉ thế thôi. Ngứa còn hơn đau. Hết. Cái tiếp theo đó là ngứa khi lên da non. Cái này cũng dễ bị chỉ trích. Khi chúng ta bị một vết xước ở đầu gối hoặc là vết bỏng nó lên da non, chúng ta đều sẽ thấy ngứa và sẽ thấy gãi, sẽ muốn gãi. Trẻ con nó cũng thế. Nó sẽ có phản xạ gãi và cái này không thể kiểm soát được. Khi chúng ta kiểm soát con thì nó sẽ có hai trường hợp như sau.
Một là nó sẽ gãi trội. Mà khi được gãi tự do, tùy với năng lực của bản thân, tùy vào cảm nhận của bản thân, thấy đau thì dừng lại, thấy bớt ngứa thì dừng lại. Khi nó bị stress ấy, nó sẽ không kiểm soát được cái đó nữa. Nó chỉ chờ bà mẹ quay đi để được giải tỏa. Nó sẽ dùng hết sức bình sinh để cào nát cái vùng đó để thỏa mãn. Và khi chúng ta làm nó stress nhiều lần, ngăn cản nó nhiều lần, thì cái tần suất nó cào nát cái bàn tay của nó cũng diễn ra nhiều hơn. Chứ còn nếu mà chúng ta canh được nó thì còn nói chuyện gì nữa. Nếu mà canh được thì tốt quá. Nhưng chúng ta có làm được như thế không? Có làm được không? Mấy ai làm được đúng không? Mình cũng canh con mình chứ, có phải mình không canh đâu. Mình cũng mua các loại găng tay về để đeo cho nó đấy chứ, có phải mình không làm gì đâu. Mình đã từng bó tay con vào để cấm nó gãi cơ mà. Nhưng nó không có hiệu quả gì cả so với cái thiệt hại mà con mình phải chịu. Đó là vận động tứ chi bị kém đi, không có khả năng kiểm soát cơn ngứa. Gãi khi mà cha mẹ quay mặt đi là phá nát làn da. Và không biết gãi, bàn tay thì là tay của nó nhưng nó không biết gãi. Do bị trói tay lâu ngày, cùng tay lâu ngày, khi mà thả tay ra, nó không biết kiểm soát ngón tay của nó. Nó sẽ lấy tay nó dụi, chà, rất nhiều thao tác khác nhau, thì nó sẽ chà và nó đập và làm cho má của con mình bị dập hẳn một mảng. Dập ở đây có nghĩa là nó sưng lên nhưng nó lại không chảy máu, nên là nhìn nó hồng hồng trông có vẻ yên tâm, thế nhưng mà nó rất là lâu lành. Trong khi lấy ngón tay thì có thể sẽ làm cái vết thương nó sâu hơn một chút, nhưng nó diện tích nó vô cùng nhỏ và lập tức cái vết thương đó được lấp đầy ngay và khô ngay và bong vẩy ngay. Cái cách gãi sao cho đúng trong sách của bác sĩ Sato cũng còn nói nữa cơ. Thế nhưng đấy là người lớn thì kiểm soát dễ hơn, người lớn có cái thao tác gãi tốt hơn, nhưng mà trẻ con nó cần phải tập gãi. Và nhớ lại nội dung đầu video, đó là bệnh này không phải bệnh ngứa trong một ngày, 2 ngày hay là 1 tuần 2 tuần, mà nó kéo dài trong một khoảng thời gian, nếu mà ngắn cũng phải 6 tháng đến 1 năm, đúng không? Thì làm sao chúng ta có thể thức 24 trên 24 để ngăn nó gãi được? Bệnh này là bệnh phải ngứa, nên là mình đã không cản được nó thì mình đành phải chấp nhận theo số phận, chứ không phải là mình cố tình, mình rất là muốn nó không gãi. Và đương nhiên theo khoa học, không chạm vào thì nó sẽ liền ra nhanh nhất. Nhưng nếu mà không làm được thì sao? Chúng ta phải chọn phương án 2 chứ. Đó là phương pháp để con mình kiểm soát cơ thể của nó. Gãi lần đầu tiên, à đau quá, lỡ tay đau quá, lần sau nó biết cái chỗ đó bị đau, nó sẽ tránh xa ra, nó sẽ không gãi vào nữa. Và cứ như thế cái tần suất gãi, gãi mạnh, nó sẽ giảm dần theo thời gian. Có khi nó tăng đột ngột ở cái vùng nào đó mà mới lên da non, nhưng cái vùng đó xử lý xong nó sẽ giảm dần, nó lại sang vùng khác. Và cứ vậy nó theo chu kỳ cứ lên xuống như vậy, đến khi cái chu kỳ nó thưa dần ra, cái tần suất, cái cấp độ của nó giảm dần đi và nó khỏi bệnh. Một cái lý do khiến trẻ con gãi tiếp theo đó là khi stress. Stress và khi mè nheo. Cái này xảy ra ở những em bé mà trên 1 tuổi, đặc biệt là 2 tuổi, 3 tuổi. Khi mà mè nheo, khi mà đòi sự chú ý của ba mẹ, mỗi khi giơ tay lên một cái lập tức là cha mẹ đến gần, giữ tay lại, âu yếm, bế. Thì khi đó nó bất giác nó hình thành một cái phản xạ, đó là chỉ cần nó làm cái gì đó với cơ thể của mình lập tức sẽ được đáp ứng về mặt cảm xúc, về mặt tình cảm, về mặt mong muốn, mong cầu những cái đồ chơi, những cái gì đó để điều khiển cha mẹ chẳng hạn. Cái hiện tượng này là có thật và bác sĩ Sato cũng từng đề cập nó trong một cái video khi mà cho 2 mẹ con nhập viện, làm thế nào để giúp cho đứa trẻ bớt phụ thuộc tâm lý vào người mẹ, bớt dùng cái cơ thể của nó để đe dọa cha mẹ, đe dọa người thân trong gia đình. Một cái liệu pháp tâm lý rất là tốt, có sự kết hợp của cả bác sĩ tâm lý ở trong bệnh viện nữa. Hãy tưởng tượng một đứa trẻ nó không viêm da khi nó đòi ăn vạ mà xem. Các bạn thấy nó vò đầu bứt tai đúng không? Nó có, các bạn đã từng nhìn hình ảnh đấy bao giờ chưa? Có, nên là đứa viêm da cơ địa nó cũng là một đứa trẻ con mà. Nó cũng có quyền được cào xé, được bức xúc khi mà nó không đạt cái gì đó nó mong muốn. Nhưng nếu chúng ta cứ đáp ứng hết cái nhu cầu của chúng nó, thì sau này đến bao giờ mới là điểm dừng? Khi nào mới là điểm dừng? Ngoài viêm da, ngoài mong con đẹp, mong con láng mịn ra, chúng ta còn phải để ý các cái dạy con này, giáo dục con này, để cho con phát triển về tư duy, biết đâu là quy tắc, biết đâu là lễ phép mà. Rất nhiều thứ, chứ không phải mỗi viêm da. Hy vọng các bạn không hiểu lầm về cái vấn đề ngứa và gãi nữa các bạn nhé. Mình đã phân tách các kiểu ngứa rất là rõ ràng ở đây rồi. Hẹn các bạn video sau. Bye bye.